U19 Thái Lan và Malaysia thắng đậm khiến U19 Việt Nam bị loại sớm. U19 Việt Nam chính thức bị loại từ vòng bảng U19 Đông Nam Á 2024 sau khi hai trận đấu ở bảng C kết thúc vào tối ngày 22 tháng 7 với những chiến thắng gây bất lợi. Thái Lan và Malaysia đều thắng đậm. Chiều ngày 22 tháng 7, U19 Thái Lan gặp U19 Brunei ở loạt trận thứ 2 bảng C ngày ra quân. Các cầu thủ Brunei đã thua 11-0 trước U19 Malaysia. Do đó, Thái Lan thắng 6-0 trước Brunei cũng không có gì bất ngờ. U19 Thái Lan tạm dẫn đầu bảng C đến 21 giờ 30 phút tối cùng ngày. Bởi lẽ sau đó U19 Malaysia thì uy sức mạnh trước U19 Singapore. Họ ghi 5 bàn vào lưới Singapore, trong khi Thái Lan từng thắng 2-1. Kết quả này giúp U19 Malaysia đòi lại ngôi đầu bảng với 6 điểm và hiệu số 16. U19 Thái Lan xếp thứ nhì với cùng 6 điểm nhưng chỉ có hiệu số 7. Người Thái gián tiếp đẩy U19 Việt Nam và Myanmar về nước. Theo thể thức thi đấu của giải U19 Đông Nam Á 2024, 12 đội chia làm 3 bảng. 3 đội đứng đầu mỗi bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới giành quyền vào bán kết. Như vậy, U19 Thái Lan có ít nhất 6 điểm, là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sau 2 lượt trận. Còn ở bảng B, U19 Myanmar có 2 điểm và chỉ có thể có tối đa 5 điểm. Vẫn thua U19 Thái Lan. Cầu thủ U19 Việt Nam chính thức bị loại. U19 Việt Nam còn tệ hơn khi mới chỉ có 1 điểm. Thầy trò ông Hứa Hiền Vinh cũng chỉ có thể kiếm được tối đa 4 điểm nếu thắng U19 Lào ở lượt trận cuối. Do đó, U19 Việt Nam và Myanmar hết hy vọng. Ở bảng A, cơ hội vào bán kết vẫn còn cho chủ nhà U19 Indonesia, 6 điểm, Timor-Leste, 3 điểm, và U19 Philippines, 3 điểm. Suất nhì bảng có thành tích tốt nhất chỉ còn là sự cạnh tranh ở bảng A và C, U19 Việt Nam đã xác định không còn hy vọng. Hai trận đấu ở bảng B diễn ra cùng thời điểm 15 giờ ngày 24 tháng 7. U19 Việt Nam thi đấu trên sân Gelora Bung Tomo.